Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm rau ngổ xào tỏi nhé. Để làm món này thì mình sẽ nói với các bạn những nguyên liệu như sau. Các bạn chuẩn bị cho mình một lắm rau ngổ nhé. Và vài tép tỏi các bạn, một củ tỏi chúng ta bóc ra. Và rau ngổ thì là một món ăn rất là ngon, bổ dưỡng mà chúng ta nên bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày của chúng ta nhé. Nó vừa có tác dụng rất là tốt cho giá trị dinh dưỡng mà nó lại còn có tác dụng chữa bệnh rất là tuyệt vời các bạn nhé. Cho nên khi chúng ta dùng rau ngổ này để cho thực đơn hàng ngày của chúng ta thêm phong phú hơn mà lại cung cấp được nhiều dinh dưỡng nhé. Nhưng mà vì nó cũng có những lợi ích rất là tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng các bạn cũng nên là tuyệt đối là không dùng khi mà chị em phụ nữ chúng ta đang mang bầu nhé. Thì chúng ta không nên dùng rau ngổ. Vì khi chúng ta mà dùng rau ngổ ấy thì các bạn sẽ dẫn đến những tình trạng là đau bụng, dẫn đến nặng là sảy thai ạ, hoặc là không tốt cho thai nhi các bạn nhé. Cho nên là tuyệt đối là khi phụ nữ mang thai không nên dùng ạ. Và rau ngổ khi các bạn chế biến, chúng ta biết là rau ngổ nó rất là đây ạ, những cái lông của nó nhé, rất là nhiều ở trên thân rau này. Khi nó lại sống ở dưới nước nên các vi sinh vật hay vi khuẩn nó sẽ tụ bám vào trên thân rau ngổ này rất là nhiều. Cho nên các bạn phải rửa thật sạch cho mình nhé. Sau đó thì mình mới chế biến món ăn thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho gia đình bạn nhé. Trong rau ngổ thì nó cung cấp rất nhiều giá trị dinh dưỡng, thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Các thành phần dinh dưỡng trong rau ngổ rất là vô cùng là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Như là các chất như sau, các vitamin, vitamin B, vitamin C các bạn nhé, hay protein, caroten các bạn nhé, và các loại như glucid ạ. Những chất này thì rất là tốt nhé, trong việc giúp chúng ta giảm viêm và kháng khuẩn rất là hiệu quả các bạn ạ. Cho nên chúng ta có thể nấu những món ăn liên quan đến rau ngổ để chúng ta vừa phòng ngừa được bệnh mà lại vừa tốt cho sức khỏe của gia đình. Với những người bị sỏi thận ấy, thì rau ngổ là một trong những biện pháp mà trị sỏi thận rất là hiệu quả các bạn nhé. Các bạn có thể kết hợp với rau ngổ giã ra lấy nước uống. Mình có thể uống với một chút mật ong hay một chút muối, hoặc là các bạn uống với nước dừa tươi các bạn nhé, thì chúng ta sẽ sạch đi sỏi thận rất là tốt ạ. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần rau ngổ này. Các bạn sẽ rửa dưới vòi nước trực tiếp cho mình như thế này nhé. Thông thường chúng ta đều rửa với 3 nước. Mình cũng rửa rau ngổ với 3 nước và mình sẽ ngâm bằng nước muối nữa các bạn nhé, để cho nó sạch hết kháng khuẩn nhé. Rất là tốt ạ. Khi chúng ta phải khử đi những vi sinh vật nó bám trên rau bằng nước muối loãng ạ. Các bạn cho mình vào đây muối nhé. Mình sẽ ngâm rau ngổ khoảng 10 phút các bạn nhé, để cho các vi sinh vật nó không còn bám trên những cái lông của rau ngổ nữa. Tỏi các bạn sẽ đập ra cho mình nhé. Khi thời tiết mà ra mùa ấy, thì các bạn hoặc kể cả bình thường các bạn nên ăn có món ăn có những ít tỏi thì rất là tốt để phòng ngừa cảm cúm rất là hiệu quả các bạn ạ. Và tỏi khi mình xào rau thì mình chỉ cần đập dập thôi, không cần phải băm nhỏ các bạn nhé. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và mình sẽ cho vào đây dầu ăn nhé. Lượng dầu ăn vừa phải vì mình xào với lượng rau vừa phải ạ. Tỏi
phi thơm cái phần tỏi lên, sau đó thì mình sẽ cho rau vào nhé. Gia vị thì tùy theo gia đình chúng ta thôi, nó cũng như xào các loại rau bình thường như rau khoai lang, rau muống hay rau bí ngô các bạn nhé, hoặc rau cải cũng như vậy thì ạ. Cho phần tỏi lên. Rồi chỉ cần cái phần tỏi thơm nhé, các bạn sẽ cho mình cho ngổ vào. Một chút muối ạ, hay gọi là mình cho bột canh các bạn nhé, nó có cả bột ngọt rồi, tiêu rồi, không thì muối này. Rau này xào thì rất là nhanh chín thôi, và các bạn xào lửa to nhé thì nó sẽ giữ được độ xanh của rau và rau không bị lát. Các bạn có thể xào rau ngổ với thịt bò cũng rất là tuyệt vời đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút nước mắm vào đây nữa ạ. Hai ba phút là chúng ta có được đĩa rau ngổ xào nhé. Bạn nào mà ăn thêm bột ngọt thì chúng ta có thể cho thêm nhé. Như vậy là mình đã xào xong cái phần rau ngổ vừa bạn rồi. Mình sẽ cho ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình sẽ gắp phần rau ngổ ra. Nhớ là tuyệt đối khi chị em phụ nữ chúng ta mang thai nhé thì không nên dùng rau ngổ nhé. Cho nên là kể cả ăn giòn ngon đến mấy, ăn rau ngổ xào thì rất là giòn các bạn ạ, nhưng mà chúng ta cũng không nên ăn lại. Để đảm bảo cho mình và em bé trong bụng của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhé. Đĩa rau này của mình hôm nay nó hơi ít ạ. Đây ạ, thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất là giòn và ngon ạ. Xin chào các bạn ạ.